Bây giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, làm thế nào các đại Bồ Tát biết rõ thời tướng của các pháp? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát quán tất cả pháp đều không, đây là biết rõ thời tướng của các pháp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát quán tất cả pháp đều không? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát quán tự tướng của tất cả pháp đều không, đây là đại Bồ Tát quán tất cả pháp đều không. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát do quán tướng không thì bát xá na, quán các pháp không, đều không thấy có tự tánh của các pháp trụ ở trong ấy, nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật và tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Đó là sắc uẩn cho đến thức uẩn đều lấy vô tánh làm tự tánh. Nói rộng cho đến tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng lấy vô tánh làm tự tánh. Bồ tánh như vậy chẳng phải trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, độc giác Bồ Tát các quả và hướng của thanh văn làm ra, cũng chẳng phải ai khác làm ra. Chỉ vì hữu tình đối với tất cả pháp chẳng biết, chẳng thấy như thật đều không. Vì vậy, nên chúng đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo tự mình đã hiểu biết rồi, vì các hữu tình mà giảng thuyết khai thị, làm cho chúng xa lìa sự chấp trước, thoát khổ sanh tử, được nhập niết bàn an vui rốt ráo. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, tự tánh như thế chẳng phải trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, độc giác, Bồ Tát, thanh văn, vân vân làm ra, thì làm sao cho rằng các pháp có khác nhau, nói đây là địa ngục, bàng xanh, cõi quỷ, trời người, vân vân, nhiều loại sai khác. Đây là trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và có phần vị của tam thừa khác nhau, do nghiệp như thế nói có địa ngục, do nghiệp như thế nói có bàng xanh, do nghiệp như thế nói có cõi quỷ, do nghiệp như thế nói có cõi người, có trầu thiệm bộ, trầu thắng thân, trầu ngưu hóa, trầu công lô, vân vân các thứ khác nhau, do nghiệp như thế nói có cõi trời, có trời tứ đại thiên vương cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ các thứ khác nhau, do nghiệp như thế nói có quả dự lưu cho đến độc giác, do nghiệp như thế nói có Bồ Tát và các đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, pháp vô tánh chắc chắn không tác dụng, làm sao nói do nghiệp này nên sanh vào địa ngục, như vậy cho đến do nghiệp này nên sanh vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và do nghiệp này mà đắc quả dự lưu, nói rộng cho đến độc giác Bồ Đề, do nghiệp này nên nhập vào địa vị Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, do nghiệp này nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, được gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, trong pháp vô tánh không thể nói rằng các pháp khác nhau, không nghiệp, không quả, cũng không tác dụng, chỉ vì phàm phu ngu muội không hiểu rõ thánh pháp và tỷ nại ra, nên không như thật biết các pháp đều lấy vô tánh làm tánh, ngu si điên đảo tạo ra các nghiệp, theo nghiệp khác nhau mà thọ các loại thân, đương theo phẩm loại thân khác nhau như thế, nói có địa ngục, bàng xanh, cõi quỷ, người chư thiên cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì muốn cứu độ những phàm phu ngu muội điên đảo như thế, bị khổ sanh tử, nên nói có phần vị khác nhau của thánh pháp và tỷ nại ra, đương vào phần vị này nói có quả dự tiêu cho đến độc giác Bồ Tát Như Lai. Nhưng tất cả pháp tánh đều lấy vô tánh làm tự tánh, trong pháp vô tánh thật không có pháp nào khác, không nghiệp không quả cũng không tác dụng, vì pháp vô tánh thường hằng vô tánh. Lại nữa, này thiện hiện, như ông đã nói, pháp vô tánh chắc chắn không tác dụng, như vậy làm sao nói do nghiệp như thế được quả dự lưu cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí, được gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Thiện hiện, ý ông thế nào, có phải sự tu đạo là vô tánh không? Các quả dự lưu Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán, Độc Giác, Bồ Đề, các đạo Bồ Tát, trí nhất thiết trí cũng là vô tánh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy, sự tu đạo nói rộng cho đến trí nhất thiết trí đều là vô tánh. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào, pháp vô tánh có thể đắc pháp vô tánh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không được. Phật dạy, này thiện hiện, vô tánh và đạo, tất cả pháp này đều chẳng tương ưng,
chẳng phải chẳng tương ưng, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng gọi là vô tướng. Phàm phu ngu muội đối với pháp vô tướng, hư vọng phân biệt, vọng tưởng là hữu tướng, chấp trước các uẩn, các xứ, các giới. Ở trong vô thường, vọng sanh tưởng là thường. Ở trong các khổ, vọng sanh tưởng là vui. Ở trong vô ngã, vọng sanh tưởng có ngã. Ở trong bất tịnh, vọng sanh tưởng là tịnh. Ngu si điên đảo đối với pháp vô tánh chấp trước là hữu tánh, vân vân. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, cứu vớt các loài hữu tình như thế, xa lìa điên đảo hư vọng phân biệt, dùng phương tiện an lập họ trong pháp vô tướng, giúp họ siêng năng tu học, giải thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn, an vui rốt ráo. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như có chút vật nhỏ là chân thật, chẳng phải hư vọng. Kẻ phàm phu ngu muội chấp trước nơi vật ấy rồi tạo ra các nghiệp, do đó bị luân hồi trong các nẻo, không thể giải thoát khổ sanh tử, phải không? Và nếu không có chút vật nhỏ là chân thật, chẳng phải hư vọng, thì làm sao kẻ phàm phu ngu muội chấp trước nơi vật chất ấy tạo ra các nghiệp để bị luân hồi trong các nẻo? Phật dạy: Này thiện hiện, kẻ phàm phu ngu muội đã chấp trước các vật cho đến không có chút mảy may vật nhỏ nào là chân thật, chẳng phải hư vọng, vì chấp trước vào đó nên tạo ra các nghiệp. Do nhân duyên này, luân hồi trong các nẻo, không thể giải thoát các khổ sanh tử, chỉ vì điên đảo hư vọng chấp trước. Này ta vì ông mà nói rộng thí dụ, làm rõ nghĩa này để cho dễ hiểu, và những người có trí nhờ thí dụ này nên đối với nghĩa đã nói sẽ hiểu rõ một cách chính xác. Này thiện hiện, ý ông thế nào? Trong mộng thấy có người thọ năm dục lạc, ví như trong mộng có chút phần nhỏ nào là thật thì có thể làm cho người kia thọ dục lạc không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không có, trong mộng thấy người còn chẳng thật có, huống là thật sự có thể làm cho người ấy an trụ trong mộng thọ năm dục lạc. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ví như có pháp hoặc là hữu lậu hoặc là vô lậu, hoặc là thế gian hoặc là xuất thế gian, hoặc là hữu vi hoặc là vô vi, chẳng phải như việc trong mộng đã thấy không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhất định không có pháp hoặc là hữu lậu hoặc là vô lậu, hoặc là thế gian hoặc là xuất thế gian, hoặc là hữu vi hoặc là vô vi, chẳng phải như việc trong mộng đã thấy. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ở trong mộng có chân thật qua lại trong các đường sanh tử không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ở trong mộng có chân thật tu đạo, đường sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì mộng và thấy pháp đều chẳng có thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động tu đạo hay không, hướng là nương vào sự tu đạo ấy có xa lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Trong gương sáng vân vân được thấy các hình tượng là có thật sự, có thể theo đó tạo nghiệp, do đã tạo nghiệp sẽ bị đọa vào đường ác, vào sanh vào cõi trời người, thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật, bởi vì trong gương sáng được thấy các hình tượng đều không thật sự, chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã tạo sẽ đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Các hình tượng đã hiện trong gương sáng, ví như hình tượng ấy có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì hình tượng đã hiện kia đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Trong các hang núi vọng ra những tiếng vang là có thật để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật. Bởi vì trong các hang núi vọng ra những tiếng vang đều không thật, chỉ gạt những trẻ khờ dại, nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ví như các tiếng vang có chân thật tu đạo,
Nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật. Vì sao? Vì các tiếng hú vàng trong hang núi đều không thật. Chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có. Huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Nước ở trong sóng nắng là có thật để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật, bởi vì nơi trong sóng nắng hiện ra nước đều không thật, chỉ gạt những trẻ khờ dại nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Ví như sóng nắng hiện ra nước có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật. Vì sao? Vì ánh nắng và nước đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Trong các ánh sáng hiện ra sắc tướng là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật, bởi vì trong các ánh sáng hiện ra sắc tướng đều không thật sự, chỉ gạt những trẻ khờ dại nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Ví như các sắc tướng do ánh sáng hiện ra có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật. Vì sao? Vì sắc tướng do ánh sáng hiện ra đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Nhà huyễn thuật biến hóa ra các đạo quân như quân voi, ngựa, vân vân, các thứ hình tượng là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật, bởi vì voi, ngựa, vân vân được biến hóa ra đều không thật, chỉ gạt những trẻ khờ dại nên làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Ví như việc huyễn hóa có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật. Vì sao? Vì voi, ngựa, vân vân, sự huyễn hóa đều không thật sự, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Những hóa thân do người biến hóa ra là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật, bởi vì các thần được biến hóa ra đều không thật sự, thì làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Ví như hóa thân có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật. Vì sao? Vì thân được biến hóa ra đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Trong thành tầm hương hiện ra nhiều loại vật là có thật, để y theo đó tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn không thật, bởi vì trong thành tầm hương hiện ra nhiều loại vật đều không thật, thì làm sao có thể y vào đó để tạo nghiệp, rồi do nghiệp đã gây tạo sẽ bị đọa vào đường ác, hoặc sanh vào cõi trời người thọ các sự khổ vui.
Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ví như các vật trong thành tầm hương có chân thật tu đạo, nương vào sự tu đạo kia có lìa tạp nhiễm được thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không thật. Vì sao? Vì các loại vật cũng như thành kia đều không thật, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Vì các loại vật cũng như thành kia đều không thật sự, chẳng phải có hoạt động, chẳng phải bị hoạt động, tu đạo còn không có, huống là nương sự tu đạo ấy có lìa tạp nhiễm và được thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ví như các pháp hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu, hoặc là thế gian, hoặc là xuất thế gian, hoặc là hữu vi, hoặc là vô vi, chẳng phải như hình tượng, tiếng vang, sóng nắng, ảnh tượng trong ánh sáng, việc huyễn hóa, vật loại trong thành tầm hương ấy không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có, bởi vì nhất định không có pháp hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu, hoặc là thế gian, hoặc là xuất thế gian, hoặc là hữu vi, hoặc là vô vi, chẳng phải như hình tượng, vân vân. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Trong đây thật có người tạp nhiễm, người thanh tịnh không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có, trong ấy đều không thật có người tạp nhiễm, người thanh tịnh. Phật dạy: Này thiện hiện, như người tạp nhiễm hoặc thanh tịnh thật vô sở hữu, do nhân duyên này tạp nhiễm và thanh tịnh cũng chẳng thật có. Vì sao? Vì các loài hữu tình trụ nơi ngã hay ngã sở đều hư vọng phân biệt, cho rằng có người tạp nhiễm và thanh tịnh, do nhân duyên này cho rằng có tạp nhiễm và có thanh tịnh, chẳng phải thật có người thấy cho rằng có người tạp nhiễm và người thanh tịnh, như người thật thấy biết không có người tạp nhiễm và người thanh tịnh. Như vậy sự tạp nhiễm và thanh tịnh cũng không, vì tất cả pháp tự tướng đều không. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những người thấy thật không nhiễm không tịnh, những người không thật thấy cũng không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bạch Thế Tôn, những người nói thật không nhiễm không tịnh, những người nói không thật cũng không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bạch Thế Tôn, pháp không tự tánh không nhiễm không tịnh, pháp có tự tánh cũng không nhiễm không tịnh, các pháp không tự tánh có tự tánh cũng không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Bạch Thế Tôn, nếu người thật thấy và người nói thật không nhiễm không tịnh, người không thật thấy và người không nói thật cũng không nhiễm không tịnh, thì tại sao lúc Thế Tôn lại nói có pháp thanh tịnh? Phật dạy: Này thiện hiện, ta nói tánh bình đẳng của tất cả pháp, tức là pháp thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh bình đẳng của tất cả pháp là thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, các pháp chân như nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, Như Lai dù ra đời hoặc không ra đời thì tánh tướng vẫn thường trụ. Đây gọi là tất cả tánh bình đẳng của tất cả pháp. Tánh bình đẳng này gọi là pháp thanh tịnh. Ở đây nương vào thế tục nói là thanh tịnh, chẳng nương vào thắng nghĩa. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế không có phân biệt, cũng không hí luận, dứt tất cả danh tự và ngôn ngữ, nên không thể nói là có nhiễm hoặc có tịnh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như cảnh mộng, nói rộng cho đến như thành tầm hương, tuy hiện ra tựa như có, nhưng không thật sự, thì làm sao Đại Bồ Tát đương vào pháp chẳng thật có, phát tâm đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phát thệ nguyện, ta phải viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến ta phải viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, ta phải phát sanh vô lượng ánh sáng soi chiếu vô biên thế giới khắp mười phương, ta phải phát sanh âm thanh vi diệu vô biên thế giới vang khắp mười phương, tùy theo tâm và tâm sở pháp của các hữu tình hiểu rõ các pháp khác nhau rồi, vì họ thuyết giảng các pháp môn vi diệu làm cho họ siêng năng tu học, tùy chỗ thích ứng đều được các việc lợi ích. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ông đã nói các pháp có giống như cảnh trong mộng cho đến như thành tầm hương không?
Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng con còn nghi ngờ, nếu tất cả pháp như mộng cho đến như thành tấm gương đều không thật sự, thì làm sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa phát thệ nguyện vững chắc, ta sẽ viên mãn tất cả Phật pháp, làm lợi ích an vui cho vô lượng hữu tình, chẳng phải như trong mộng đã thấy, nói rộng cho đến như thành tấm gương hiện ra các loại vật, nên hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa vốn là có thể viên mãn, nói rộng cho đến 32 tướng 80 vẻ đẹp cũng nói như vậy, chẳng phải như trong mộng đã thấy, nói rộng cho đến như thành tầm gương hiện ra các loại vật, nên thành tựu tất cả sở nguyện về nghiệp. Tất cả pháp khác cũng như vậy đều chẳng phải thật. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, pháp còn chẳng thật có, huống tu hành bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa, huống là có thể viên mãn. Nói rộng cho đến 32 tướng 80 vẻ đẹp, pháp còn chẳng thật có, huống là thành tựu sở nguyện sự nghiệp cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều chẳng thật có, nên không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Thiện Hiện nên biết, tất cả các pháp như vậy đều do tư duy tạo tác, các pháp do tư duy tạo tác đều không thể chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, các pháp như thế đối với đạo Bồ Đề tuy có thể phát sanh, nhưng đối với quả ấy không thể giúp ích được. Bởi vì các pháp này không sanh không diệt, không thật tướng, các Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, tùy phát sanh các thiện pháp thù thắng, đó là tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhưng biết tất cả đều như cảnh trong mộng, nói rộng cho đến như thành tầm hương, thật vô sở hữu. Lại nữa, này Thiện Hiện, các pháp như thế tùy chẳng thật có, nếu chẳng viên mãn thì nhất định không thể thành thục hữu tình, trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, cũng không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nghĩa là nếu Đại Bồ Tát chẳng viên mãn bố thí vân vân sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, thì nhất định không thể thành thục hữu tình, trang nghiêm thành tịnh cõi Phật, cũng không thể chứng được trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, theo sự tu hành an trụ vào tất cả thiện pháp đều như thật biết, như mộng cho đến như thành tầm hương. Nghĩa là Đại Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa như bố thí vân vân, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, thì có thể như thật biết, như mộng cho đến như thành tầm hương. Nếu thành thục hữu tình, trang nghiêm thành tịnh cõi Phật và cầu chứng đắc trí nhất thiết trí, thì cũng có thể như thật biết, như mộng cho đến như thành tầm hương, cũng như thật biết tâm hành khác nhau của các loại hữu tình, như mộng cho đến như thành tầm hương. Lại nữa, này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp không chấp là có, không chấp là không, nếu vì chấp như thế nên chứng đắc trí nhất thiết trí, thì cũng biết pháp kia như mộng cho đến như thành tầm hương, không chấp có, không chấp không. Vì sao? Vì bố thí vân vân sáu pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều không thể chấp, hoặc là không thể chấp pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi. Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp không thể chấp, rồi cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không thể chấp, đều không thật sự, như mộng cho đến như thành tầm hương, là pháp không thể chấp, không thể chứng đắc, pháp không thể chấp. Nhưng vì các hữu tình đối với pháp như thế không biết không thấy, Đại Bồ Tát vì muốn lợi ích cho các hữu tình kia nên cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm, không vì thân mình, không vì việc gì khác, chỉ vì muốn làm lợi ích cho tất cả hữu tình, nên tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, không vì mình, không vì việc gì khác, chỉ vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình mà cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thấy những kẻ ngu si ở trong phi ngã, tưởng là có ngã,
đối với chẳng phải người thấy từ người thấy. Đại Bồ Tát này thấy việc này rồi sanh lòng thương xót, dùng phương tiện dạy bảo dẫn dắt, làm cho lìa điên đảo vọng tưởng chấp trước, an trụ trong thế giới vô tướng cam lồ. Trụ trong trường hợp này rồi, không còn phát sanh tưởng ngã cho đến tưởng về người thấy. Bấy giờ tất cả sự dao động tán loạn hí luận phân biệt không còn hiện hành. Tâm được an trụ nơi vắng lặng, đạm bạc không hí luận. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này do phương tiện hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nên tự mình đối với các pháp không bị chấp trước, cũng có thể dạy người khác đối với tất cả pháp không bị chấp trước. Đây là nương vào thế tục, chẳng nương vào thắng nghĩa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, khi Phật chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, Phật pháp đã đắc được là nương vào thế tục nói gọi là đắc, hay nương vào thắng nghĩa nói gọi là đắc? Phật dạy, này thiện hiện, đây là nương vào thế tục, chẳng nương vào thắng nghĩa. Nếu nương vào thắng nghĩa, có thể đắc, sở đắc đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu cho rằng người này đắc pháp như vậy thì có sở đắc. Người nào có sở đắc thì chấp có hai. Người nào chấp có hai không thể đắc quả, cũng không hiện quán. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu chấp có hai thì không thể đắc quả, cũng không hiện quán. Như vậy người chấp không hai có thể đắc quả và hiện quán không? Phật dạy, này thiện hiện, người nào chấp có hai không thể đắc quả, cũng không hiện quán. Người chấp không hai cũng là như vậy, do còn có sự chấp trước. Nếu chấp có hai hoặc chấp không hai, không chấp không hai thì gọi là đắc quả, cũng gọi hiện quán. Vì sao? Vì do đây mà chấp nên có thể đắc quả,